Trò chơi game Razer Basilisk Essential Gaming là một trong những phiên bản trò chơi game giá rẻ thuộc dòng Basilisk của Razer, đã được cắt giảm một vài chi tiết để đưa giá thành về phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều game thủ. Vẫn được sử dụng mắt cảm biến Big Arc 3988 với 6400 dpi, được đầu tư cao hơn về chất lượng cũng như là tuổi thọ nút bấm và hỗ trợ hệ thống đèn led RGB Chroma tùy chỉnh qua driver Razer. Chuột có kích thước to lớn, mập mạp, phù hợp với những người có bàn tay to cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Phần logo nay chỉ xuất hiện ở mặt lưng. Nút chính DPI là dạng đơn chứ không phải là một dạng nút tăng giảm DPI riêng biệt. Khi nhấn xuống sẽ cho phép bạn tạm thời thay đổi độ nhạy để thực hiện các cú xoay người cực nhanh và cho độ chính xác ngắm bắn tuyệt vời. Phần hông chuột này cũng được thiết kế khác so với phiên bản trước. Tóm lại, đây là một chú chuột chơi game FPS hoàn hảo ở phân khúc giá tầm trung. Sản phẩm đã được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.